Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân, chiều ngày 2 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã đến thăm một số cơ sở giáo dục tại thị xã Đông Triều. Tại khu tưởng niệm Bác Hồ dừng chân tại xã Hồng Thái Tây, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đoàn công tác đã dâng hương đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên và thăm thầy và trò trường cho cơ sở Hồng Thái Tây. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đi thăm mô hình trường học thông minh tại trường Tiểu Vĩnh Khê và trường Mầm non Hoa Phượng, hai trong những trường đầu tiên trên địa bàn thị xã Đông Triều triển khai xây dựng mô hình trường học thông minh, phòng học thông minh. Sau 4 năm triển khai với tổng kinh phí đầu tư trên 26 tỷ đồng, đến nay, thị xã Đông Triều đã có 120 phòng học thông minh với tổng số 1.494 máy tính bảng, 100% các phòng học thông minh có các phòng học kết nối hệ thống Internet cáp quang, đầy đủ thiết bị hạ tầng, công nghệ thông tin phục vụ quản lý và dạy học. Giáo viên có tài khoản, hộp thư điện tử riêng để tổ chức giảng dạy trực tuyến và tham gia xây dựng thiết kế bài giảng điện tử phục vụ công tác giảng dạy và học tập từ xa. Phát biểu trực tuyến với người dân tại trung tâm học tập cộng đồng của phường Mạo Khê, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh xã Đông Triều trong công tác dạy và học. Kết quả này khẳng định sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò tâm huyết của đội ngũ các thầy cô giáo. Đặc biệt, đồng chí rất ấn tượng, vui mừng phấn khởi trước những kết quả tiêu biểu của mô hình trường học thông minh, lớp học thông minh. Đây là mô hình tiên phong của thị xã Đông Triều trên địa bàn tỉnh, đã góp phần tạo ra sự thay đổi căn bản trong công tác dạy và học của các nhà trường, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, trí thông minh của học sinh trong quá trình lĩnh hội kiến thức cũng như tạo môi trường làm việc hiện đại cho trường học trên địa bàn thị xã Đông Triều. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn thị xã Đông Triều cần tiếp tục phát huy tác dụng của các mô hình trường lớp học thông minh, các trung tâm học tập cộng đồng và nhân rộng mô hình tới các địa phương trong cả nước.